Tôi thật sự muốn bảo đảm rằng mọi người sẽ tránh hiểu lầm về việc sư phụ có liên quan đến thế giới như thế nào. Vì lý do nào đó, có một số người cho rằng Ngài đang ngồi thiền ở đây và không làm gì cả. Điều này thật sự không đúng. Ngài thật sự quan tâm đến việc chúng ta tham gia vào chính quyền quốc gia và tiểu bang. Chúng ta chưa kể chuyện về bữa tối của ông Wilson phải không? Đúng rồi, thầy đã kể chưa? Tôi chưa kể. Thầy muốn ta bắt đầu với câu chuyện về bữa tối của ông Wilson không? Xem nào. Bữa tối đó, thầy còn nhớ sư phụ yêu cầu chúng ta đi dự bữa tối gây quỹ trị giá 2.000 đô một phần ăn không? Còn ông Wilson lúc đó đang kém tối thủ 6 điểm, ông ấy sắp thua trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang. Đúng vậy. Lúc đó, ông ấy đang tranh cử cho chức thống đốc của tiểu bang California. Thống đốc tiểu bang California. Rồi sư phụ bảo, thầy và tôi có lẽ nên đi đến đó và nói chuyện với họ. Lúc đó tôi không biết đó là gì, nhưng đó là một bữa tiệc trị giá 2.000 đô mỗi người tham dự, ngồi cùng với khoảng 6 vị tỷ phú của sung lũng Silicon, thầy còn nhớ không? Buổi gây quỹ, đó là buổi gây quỹ. Và ai đó đã cho chúng tôi, có ai đó đã đưa cho sư phụ hai tấm vé mời hay gì đó trị giá 2.000 đô. Vì vậy, ngài bảo tôi đi đến đó và thay đổi ý nghĩa của ông Wilson để ủng hộ cho giáo dục. Tôi nhớ rằng lúc đó có dự luật gì đó, ông ta dự định cắt tài trợ, có dự luật 64 hay gì đó, và dự luật đó tài trợ giáo dục theo một tỷ lệ nhất định trong tổng ngân sách, và ông ta đã quyết định cắt tài trợ, ông ta đã quyết định sử dụng số tiền đó cho việc khác. Sư phụ bảo tôi phải nói với ông ta, nếu ông ta làm vậy, ông ta sẽ không bao giờ tái đắc cử. Con phải nói với ông ta rằng, ông ta chỉ có một cơ hội tái đắc cử duy nhất, đó là ủng hộ giáo dục. Con có thể làm được chừng đó không? Thế là tôi nhớ chúng tôi đi đến đó và chúng tôi ngồi vào bàn. Còn cách những chính trị gia này làm là họ cứ nói và nói. Và họ nói liên tục, họ nói không ngừng, không có chỗ để chen vào nói bất cứ điều gì. Rồi có ai đó hỏi ông Wilson điều gì đó, 2 giờ sau họ đã ngưng lại và rời đi. Lúc đó Wilson đã nói liên tục không ngừng nghỉ và khán giả chỉ lắng nghe. Cuối cùng tôi đã quyết định cắt ngang. Tôi gần như mất kiểm soát, tôi đã nói một vài điều như, tôi biết tôi phải cắt ngang, tôi nói rằng, tôi ngạc nhiên khi ngài nói muốn tạo ra một cuộc cách mạng để lật đổ đất nước hoặc một điều gì tương tự. Mọi người phục hết cả thức ăn. Họ chết đứng một lúc, mất khoảng 10 giây. Để cho tất cả mọi người ở đó, gồm cả Wilson, thật sự hiểu được tôi vừa mới nói gì. Sau đó, đã có một khoảng lặng cho tôi chen vào. Tôi nói ông cần hiểu rằng chính vì không ủng hộ hệ thống giáo dục công lập, nên ông sẽ mất quyền kiểm soát nó. Và ông ủng hộ tất cả các trường tư thục. Ông chỉ nghĩ đến trường tư thục, trường công giáo và một số trường hàng hải. Vậy còn những cải cách giáo dục trong nội thành thì sao? Những trường này sẽ cũng được kiến lập ở nội thành. Tiếp đó, ông sẽ chẳng thể kiểm soát được các chương trình nghị sự. Nên đến cuối thì ông cũng sẽ ủng hộ các trường cải cách giáo dục mà thôi. Điều này sẽ làm lật đổ các nước. Và dường như đó có vẻ là điều mà ông muốn ủng hộ. Ông ta vừa suy nghĩ vừa ngạc nhiên. Tôi nói, tôi được bảo là phải nói điều đó với ông. Ông có thể tin hoặc không, tôi chỉ được bảo phải nói điều đó với ông. Tôi biết điều này khá điên rồ, nhưng tôi được bảo đến đây để nói với ông sẽ không tái đắc cử trừ khi ông ủng hộ cho kế hoạch giáo dục này. Và nếu ông không ủng hộ kế hoạch này thì ông sẽ thua cuộc, ông sẽ chẳng có gì để tranh cử, ông không có đảng Cộng hòa của ông ủng hộ, ông không có quân đội ủng hộ, ông sẽ chẳng có gì khác cả. Ông chỉ có kế hoạch giáo dục để tranh cử và tôi được bảo đến để nói với ông rằng nếu ông không làm vậy, ông không thể tái đắc cử. Ông có thể tin điều đó hoặc không? Lúc ngồi ở đó, tôi cảm thấy bụng dạ vô cùng lo lắng. Anh ấy đã nói điều đó, anh ấy thật sự đã nói những điều mà sư phụ bảo anh ấy nói, và đôi khi sư phụ như là hơi cường điệu một chút. Như anh George đã nói điều đó, và điều xảy ra là họ gọi lại cho chúng tôi. Ông Wilson đã thảo luận với những người khác. Sau đó văn phòng họ gọi cho chúng tôi. Lúc đó thầy có đi cùng tôi đến. Đúng vậy, tôi có đi. Đến bên ngoài văn phòng, chúng ta gặp cái gì như là họ có cái gì đó bên ngoài văn phòng, nơi đó như là cuộc tụ họp hay bữa tiệc. Họ mời chúng tôi đến. Và ông ấy kéo tôi ra chỗ khác. Ông ấy kéo tôi ra và nói tôi muốn nghe nhiều hơn về điều mà anh đã nói trước đây. Và tôi nói, ồ, tôi sẽ nói lại với ông lần nữa, tôi chỉ có một thông điệp nhắn lại cho ông. Ông sẽ không thể tái đắc cử, và nếu ông làm theo điều đó, và điều này hoàn toàn hợp lý đối với một người nhóm giữ gìn truyền thống, bởi vì nếu ông nhìn theo hướng tích cực, mà Hòa Thượng Tiên Hóa đang muốn nói với ông rằng, hỗ trợ cho nền giáo dục là một điều giữ gìn truyền thống. Đừng nghĩ việc đó theo cách của nhóm tự do, ông đang nghĩ việc đó theo cách nhóm tự do chống lại thầy cô giáo, đừng nghĩ về việc đó như vậy. Hãy suy nghĩ về việc đó như là điều giữ gìn truyền thống trong việc kiểm soát các chương trình về đạo đức mà các em học sinh đang học. Và nếu ông không hiểu rõ điều đó, vì ông ủng hộ việc gì? Và trong vòng 3 tuần, từ việc đó họ tài trợ cho việc chỉ có 20 học sinh trong một lớp học và áp dụng cho tất cả các lớp dưới lớp 3. Sẽ không có nhiều hơn 20 đứa trẻ mỗi lớp. Và thế là ông ấy đã đắc cử. Hãy nhớ rằng ông ấy đã thúc đẩy điều đó và ông ấy đã thật sự giành được chiến thắng.
Bây giờ là bối cảnh cho việc này là Hòa Thượng rất giống với những vị cao tăng trong quá khứ, những người mà khi được hỏi sẽ khuyên những người cầm quyền về đạo đức. Chúng tôi có một thành viên khác trong cộng đồng, một người đàn ông tên là John B. Su, Tổ Bỉnh Dân. Tiến sĩ Tổ là người bạn Mãn Châu. Ông dành cả đời cho giáo dục. Từ thời các thống đốc Brown đến Ray Davis cho đến Wilson, tất cả các thống đốc này đều bổ nhiệm ông John Su cho các chức vụ quan trọng của tiểu bang trong ngành giáo dục. Và ông đã giảng dạy, ông từng là giảng viên tại Đại học Seton Hall, và các thống đốc và các tổng thống đã mời bổ nhiệm ông John, tiến sĩ John Chu vào các vị trí quan trọng của liên bang. Ông ấy là thành viên đảng Cộng Hòa. Ông là người đại diện người Trung Hoa tại đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ ông ta là người theo đảng Cộng Hòa suốt đời. Ông ấy là gạch nối giữa cộng đồng người Mỹ cách gốc Hoa. Ở Hoa Thịnh Đốn. Và tiến sĩ Tổ có mối quan hệ tốt với Tổng thống George H.W. Bush, Tòa Bạch Ốc. Cha của Tổng thống George W. Bush là Tổng thống thứ 41. H.W. là Tổng thống thứ 41. Khi George H.W. Bush tranh cử Tổng thống, lần đầu tiên ông đến quảng trường Bosmore ở San Francisco, nằm ngay trong khu phố Mười Hoa. Tiến sĩ Tổ đã mời sư phụ làm chủ trì chính thức trên diễn đàn đó, đón tiếp vị tổng thống, hoan nghênh tổng thống đến khu phố Mười Hoa. Vì thế chúng tôi đã có bức ảnh này của tổng thống George Bush đứng đó, cùng sư phụ, cùng micro, và sư phụ nói thông qua một người phiên dịch rằng, tôi muốn nói với ông là bất kỳ người tổng thống nào muốn giành chiến thắng, phải không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không bao giờ nói dối. Bất kỳ tổng thống nào có thể thực sự làm được điều này, tôi đảm bảo sẽ chiến thắng. Và tất cả thông qua những người biên dịch, tôi không chắc đó chính xác là những gì đã diễn ra. Dù sao đi nữa, bạn cũng biết là ông Bush đã giành chiến thắng và đã cảm ơn sư phụ bằng cách mời sư phụ đến dự buổi tiệc nhậm chức tổng thống ở Washington DC. Dù sao đi nữa, đây là một phái đoàn đặc biệt. Chúng tôi ngồi ở một bàn. Chúng tôi ngồi ở một bàn rất lớn, và phương cách giới chính trị cảm ơn là phải có một thành viên trong nội các chính phủ ngồi ở mỗi bàn của quý vị. Vì vậy, chúng tôi ngồi cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Đó là một người đàn ông rất thú vị. Dù sao thì ông George cũng ứng cử thêm lần nữa, đối đầu với ông Bill Clinton. Ông George, như bạn nhớ thì ông ấy là tổng thống chỉ một nhiệm kỳ. Và sư phụ nói, này quả chân, viết cho thầy một bức thư. Người bảo gửi bức thư này cho Tổng thống Bush. Lúc này ông ta đang tranh cử. À, thưa sư phụ, nghe bảo con tìm địa chỉ và viết điều này xuống. Ta sẽ nói cho con những gì cần biết. Thế là tôi ngồi ở đó trong viện dịch kinh, và với chiếc điện thoại bên tai, ngón tay tôi thì vừa đánh máy chữ viết bằng điện Selectric và đánh máy liên tục. Và sư phụ bảo nói với ông Bush rằng nếu ông ấy chịu từ bỏ tiền lương của mình, ông ấy chắc chắn sẽ đắc cử. Thưa sư phụ, ngài đáp, đúng vậy. Bảo ông ta đừng nhận lương tổng thống. Nếu ông ta có thể đưa tiền lương của mình cho mọi người, khi mọi người nhận ra rằng vị tổng thống này cho toàn bộ tiền lương của mình vì mọi người, thì điều đó quả thật rất đạo đức và không ích kỷ. Như vậy chắc chắn sẽ giúp ông ta đắc cử. Thế là tôi đánh máy theo như vậy. Kính thưa Tổng thống Bush, chúng tôi muốn ông biết rằng, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng, nếu ông có thể từ bỏ tiền lương của mình không nhận bất cứ xu nào, thì như thế ông đang dùng đức để cai trị. Bởi vì ông muốn dẫn dắt đất nước theo cách này, thì ông chắc chắn sẽ đắc cử. Người thư ký tên. Thế là bức thư đã được tiến sĩ Tổ mang đến cho ông ấy, để đảm bảo rằng ông ấy nhận được. Và rồi cuộc bầu cử đến. Tất nhiên là ông Bush thua. Chúng tôi chẳng nghe bất cứ gì về lá thư. Tiến sĩ Tổ quay trở lại và sư phụ nói rằng, này, Tổ Bỉnh Dân, mọi việc sao rồi? Điều gì đã xảy ra? Ông ấy nói rằng Tổng thống sẵn sàng làm như ngài bảo, nhưng bà Barbara bảo không được. Vợ Tổng thống không chấp nhận đề nghị đó, bà ấy thực tế hơn nhiều. Tôi nghĩ bà ấy lo lắng họ sẽ không đủ sống hay gì đó.
Vì vậy mà việc không thành và ông ấy bị thua. Chà, đó là điều rất thú vị về phương cách mà những nhà sư làm. Thật sự là cho các nhà lãnh đạo của đất nước một cơ hội để gieo trồng hạt giống từ bi và dùng trí tuệ, dù họ có chấp nhận cơ hội đó hay không. Trong lịch sử Trung Hoa, một số hoàng đế thực hiện theo lời khuyên, một số thì không. Vì vậy, tôi, khi Tổng thống Bush đang tranh cử, tôi đã nói, nước Mỹ này là một quốc gia lớn trên thế giới. Nước lớn này, tất cả chúng ta đều sống trên lãnh thổ của nước lớn này. Chúng ta cũng có quyền lợi. Hãy giúp đỡ đất nước lớn này. Chọn ra một vị tổng thống thông thái và trí tuệ. Như vậy, vị tổng thống này cai trị đất nước với lòng nhân từ, yêu thương người dân, và làm việc chẳng vì mưu cầu hạnh phúc của riêng nước Mỹ, mà còn cho toàn thế giới, mưu cầu hạnh phúc cho toàn nhân loại. Vì vậy, vị tổng thống này nhất định cần phải có, trước hết là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Người nào có thể làm được như vậy là người tốt nhất của nước Mỹ, là ứng cử viên xứng đáng nhất, có thể làm tổng thống. Đó là những điều tôi đã nói với vị tổng thống đang tranh cử thời điểm đó. Những lời này cũng có thể nói cho toàn thế giới biết, bất cứ ai đang đứng đầu một quốc gia những người giàu kinh nghiệm này đều không tranh chấp, không tham lam, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, không lừa dối người dân. Tôi không tin rằng có người nào ngu ngốc đến mức chống đối một người như thế. Tôi không tin như vậy. Đó là lý do vì sao tôi muốn đưa ra đề nghị với tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Quý vị là người có quyền lợi đứng đầu một quốc gia. Nếu quý vị có thể đem hết của cải và tài sản của mình cho nhân dân, đây đúng thật là cộng sản. Đây đúng thật là vì mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng nếu quý vị có thể làm được như vậy, người dân chắc chắn sẽ không chống lại quý vị. Điều này đúng với tất cả các quốc gia, các viên chức của chính phủ có thể tận lực làm tròn bổn phận vì dân chúng mà tận tâm phục vụ. Bản thân không cần đến tiền, ăn uống cũng không cần thật ngon, áo quần cũng không cần thật đẹp, chỗ ở càng nên đơn giản một chút, cũng không cần xe hơi, cũng không cần nhà sang trọng, cũng không cần các đặc quyền giai cấp. Nếu quý vị đúng thật có thể làm như vậy, thì đây là thế giới đại đồng. Nên có câu, đại đạo mà được thực hành thì thiên hạ là của chung. Không yêu thương riêng người thân của mình, không yêu thương riêng con cái của mình, khiến người già có nơi nương tựa cuối đời, hư khỏe mạnh có chỗ dùng tới, trẻ em có được sự chăn dắt để lớn lên, cô phu quả phụ, cô cút đơn chiếc, người tàn tật và bệnh yếu đều được nuôi dưỡng. Quý vị cần phải làm được như thế, thì dù đi đến một quốc gia nào, người dân sẽ không ai chống đối quý vị.